Chiều ngày 27 tháng 11, Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường tại khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2. Mở đầu cuộc đối thoại, ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, cuộc đối thoại hôm nay chủ yếu tập trung vào những khiếu nại của người dân về ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau đó sẽ nghe ý kiến kiến nghị của người dân. Đúng ra buổi đối thoại này được diễn ra vào tháng 5 năm 2020, nhưng do dịch bệnh và nhiều lý do khác nên hôm nay buổi đối thoại mới được diễn ra. Cuộc đối thoại hôm nay chủ yếu tập trung vào những khiếu nại của người dân về ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau đó sẽ nghe ý kiến kiến nghị của người dân, ông Đặng Công Huẩn nói. Kiến nghị tại cuộc đối thoại, ông Nguyễn Văn Thạch, ngụ khu phố 1, phường Bình An, quận 2 đề nghị chính quyền địa phương cung cấp các văn bản, bản đồ liên quan đến kết luận khu phố 1 nằm trong danh hay ngoài danh, làm rõ việc thất lạc bản đồ và kiểm tra 160 ha đất tái định cư nằm ở đâu để trả lại cho người dân. Đồng thời, cơ quan chức năng phải làm rõ các thiệt hại của người dân Thủ Thiêm trong đền bù và giải tỏa, xem xét lại mức giá bồi thường và bố trí tái định cư cho người dân. Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức đối thoại với người dân khu phố theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Đại diện người dân khẳng định, 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc này có tính thống nhất của hệ thống văn bản và bản đồ quy hoạch. Người dân đã chờ đợi quá lâu, bản thân tôi chờ đợi lúc 39 tuổi, giờ tôi đã 60 tuổi. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh tra Chính phủ làm rõ việc mất bản đồ, đại diện người dân đề nghị. Trước thắc mắc của người dân về danh quy hoạch, ông Đặng Công Huẩn cho biết căn cứ vào bản đồ địa chính quận 2 đã cấp số thửa, vị trí, ranh giới nhà đất của từng hộ dân. Đối chiếu với danh quy hoạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy vị trí nhà đất các hộ dân của 5 khu phố thuộc 3 phường đang khiếu nại đều nằm trong danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.